Maxim đứng trầm ngâm, tay chống cằm, nhẹ nhàng tựa vào thành tàu. Bộ trang phục hoàng gia mới làm anh thấy khó tả. Khác hẳn với Misha, hãy xem Misha vui như thế nào khi lần đầu được khoác lên bộ chiến phục đẹp đẽ đầy kim tuyến này. Cô nàng đã sung sướng hò hét và nhảy múa trên boong tàu suốt đêm, thậm chí quên luôn việc phải lái con tàu đến vịnh cho kịp giờ buổi diện kiến nhà vua. Maxim nhìn kỹ chiếc áo mình đang mặc. Chiếc áo được may bằng vải tốt nhất của vùng Bermuda, bởi tay của những thợ may giỏi nhất. Cổ áo dựng đứng, mạnh mẽ và nam tính. Những đường chỉ vàng đan xen dọc cánh tay và ngực áo, được thêu một cách tỉ mẩn và kỹ lưỡng. Đôi găng tay da và đôi ủng cao tới đầu gối cũng vậy, được thêu những đường chỉ vàng thật cầu kỳ và vương giả. Đó là phần thưởng mà mình xứng đáng được nhận, Maxim thầm nghĩ. Anh liếc nhìn về phía khoang lái của tàu Elegant, Misha vẫn đang nắm chắc tay lái, trong khi luôn miệng hò hét ra lệnh cho thủy thủ căng buồm đón gió Tây. Cô em gái bướng bỉnh ngày nào, nay đã trở thành một thuyền trưởng xinh đẹp của Caribe. Thay vì sử dụng thắt lưng da, quanh eo của Misha cuốn một thắt lưng vải màu đỏ, đồng điệu với mái tóc vàng tuyệt đẹp của cô bé. Trong đầu Maxim bỗng thoáng xuất hiện hình ảnh hai anh em, một tóc bạch kim, một tóc vàng, đang nắm tay lững thững bước đi gần bến cảng cách đây 15 năm. Đó là khi cha mẹ của họ vẫn còn sống, trước khi chuyến tàu định mệnh và lũ cướp biển tàn nhẫn đã lấy đi điều tuyệt vời nhất của cả hai anh em. Này Maxim, anh đang nghĩ cái quái gì thế? Đừng thơ thẩn nữa, đi kiểm kê lương thực dự trữ cho em đi. Tiếng hét của Misha kéo Maxim ra khỏi cơn mơ màng, biển động và mây mù nhiều hơn, lất phất một vài hạt mưa chạm xuống mặt sàn bụi bặm của con tàu. Anh nghĩ sẽ có bão đấy Misha. Maxim trèo lên khoang lái. Có lẽ vậy, chúng ta sẽ không muốn gặp bão vào lúc này đâu Maxim. Chúng ta còn cách cảng Bermuda 50 hải lý về phía bắc và chẳng có chỗ quái nào để trú bão ở đây cả. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Misha, một sự lo lắng đã bắt đầu hiện ra. Kinh nghiệm đi biển của Misha là đủ để vượt qua những cơn bão ghê gớm nhất, nhưng có vẻ cô nàng đang còn một mối lo khác. Vẻ lo lắng trên mặt Misha dần cuộn lại thành một cái mím môi thật chặt, cũng như mây đen ngoài cửa sổ đang cuộn lại thành từng khối. Có một chuyện khác đáng quan tâm hơn anh trai ạ, Misha nói rành rọt từng chữ một. Quan trọng hơn cả bão ư? Anh sợ tàu chúng ta không chịu nổi cơn bão này ấy chứ. Tàu Elegant đã 8 lần vượt bão thành công và đây sẽ là lần thứ 9. Nhưng em chợt nhận ra chúng ta đang ở biên giới giáp danh của Bermuda. Anh biết đấy, có một huyền thoại về cướp biển ở chính nơi chúng ta đang vượt qua này. Misha giải thích. Cướp biển vào giữa cơn bão ư? Chỉ có kẻ điên mới làm vậy. Maxim cảm thấy những lo lắng của Misha thật ngớ ngẩn. Việc cướp biển tấn công tàu chở hàng không phòng vệ trong điều kiện biển động đã là điều điên rồ, bởi những cơn sóng giận dữ có thể nhấn chìm luôn lũ cướp lẫn người bị cướp. Elegant là con tàu được phòng thủ vững chắc bởi 16 họng pháo mỗi thân tàu cùng đoàn thủy thủ thiện chiến. Nó có thể xé nát bất kỳ tàu cướp biển nào, nhanh như cách Maxim ăn một cái sandwich vậy. Misha nhìn chăm chú vào tấm hải đồ, sau đó ngước nhìn đôi mắt to tròn xanh biếc lên chiếu thẳng vào Maxim. Chưa bao giờ anh thấy mặt cô em mình nghiêm trọng đến như vậy. Đôi môi của Misha tách ra, định nói với Maxim điều gì đó thì bỗng rầm. Thành tàu đã thủng một lỗ thật lớn, mặt gỗ và tro bụi bay mù mịt trước mắt Maxim. Anh thấy chân trái của mình đau nhói, có lẽ nó đã gãy rồi cũng nên. Và Misha đang ở đâu trong đám hỗn loạn này? Trên sàn tàu, đám thủy thủ tàu Elegant đang la hét trong hỗn loạn. Họ chờ đợi Misha ra lệnh để phản công kẻ địch. Rầm, rầm. Liên tiếp hai phát đại bác lại nã vào thành tàu. Một trong hai viên đạn đã quật ngã một cột buồm. Maxim gượng dậy, cố gắng xem hướng của phát đại bác đến từ đâu. Chẳng có dấu hiệu nào của thuyền địch ngoài một màn mưa mù mịt và những con sóng cao hơn cả thành tàu. Misha nằm trong góc của khoang lái. Cô bé còn sống. Dường như phát đại bác đã thổi bay vị trí đứng của thuyền trưởng trẻ tuổi và ép cô vào một góc tường. Maxim nén đau, cố gắng bám vào lan can của khoang lái đang tròng trành của con tàu để đứng lên. Một ánh chớp lóe lên trên mặt biển, Maxim thấy bóng của một con tàu đang lao tới. Nó lớn gấp đôi Elegant, hình như Maxim đọc được chữ khắc trên con tàu đó. Hình như là Blood Mary. Con tàu hải tặc bẻ lái, áp sát vào sườn tàu Elegant. Thành tàu bằng gỗ va vào nhau tạo nên một tiếng động lởm chởm gai người. Hàng loạt bóng đen từ con tàu hải tặc tràn qua như cơn lũ. Tiếng súng nổ, tiếng chém giết, tiếng la hét tạo nên một khung cảnh hỗn loạn khủng khiếp. Một gã cướp biển to con lông lá với cây kiếm trong tay lao tới chỗ Maxim.
chàng trai theo phản xạ sờ xuống thắt lưng nhưng khẩu M1873 đã rơi mất từ lúc nào. Maxim xoay người qua một bên, né đòn chém chí mạng từ kẻ thù. Gã cướp biển không có vẻ gì muốn dừng lại, gã thực sự muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng Maxim. Không ổn rồi, mình phải tìm được cái gì đó. Maxim vừa lùi vào góc, vừa với tay ra đằng sau lưng, mong tìm được một vũ khí hộ thân. Có một cái cán bằng sắt cũng khá vừa tay. Tên cướp biển lại tiếp tục lao tới. Sàn tàu lúc này đã cực kỳ trơn trượt bởi sóng biển cũng như cơn mưa giông đổ xuống như chút nước. Maxim lấy hết sức bình sinh, phang thật mạnh vật cầm trong tay, đúng tầm lao tới của tên hải tặc. Ôi cái quái gì thế này, một cái chảo ư? Chiếc chảo gang dày đã đánh trúng vào gò má tên hải tặc, hắn có vẻ choáng. Nhưng nếu là một thanh kiếm thì hắn đã bay đầu rồi. Ái chà, chảo ư? Ha ha, mày định hạ tao với một cái chảo ư thằng nhãi? Cái chảo dĩ nhiên có thể dùng làm món trứng cuộn nấm yêu thích của Maxim. Nhưng để làm vũ khí thì thật không ổn. Trong một tích tắc, gã hải tặc đã dùng kiếm gạt bay cái chảo trong tay Maxim. Hắn lại cười phá lên, cái giọng cười khả ố cùng hơi thở từ hàm răng hôi thối khiến Maxim phát ói. Nhưng rồi tiếng cười ấy bỗng im bặt. Maxim ngước nhìn lên, nơi lẽ ra là cái mũi của tên cướp biển, giờ chỉ còn là một hố đen ngòm như vịnh Maracana. Cái mũi của hắn đã bị một viên đạn thổi bay. Maxim, anh không sao chứ? Anh em theo tôi, hãy cho lũ cướp biển này một bài học. Đó là tiếng của Misa, thuyền trưởng vẫn ổn. Và chuyện gì cũng sẽ ổn khi trong tay cô nàng thuyền trưởng tóc vàng là khẩu K98K chứ danh. Phát đạn hạ gục tên cướp biển chính là của Misa. Một thủy thủ chạy lại đỡ Maxim đứng dậy và đưa cho anh chàng một cây kiếm. Phản công nào? Maxim nhìn Misa. Cô em gái xinh đẹp bị thương bởi sức ép của phát đại bác, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy kiên quyết và quả cảm. Tình thế chẳng có lợi cho phe của Maxim bởi số lượng lũ cướp biển thật áp đảo. Trong vài phút, Maxim và Misa đã đánh gục tới 6 tên, nhưng chúng vẫn lao lên như đàn kiến cùng vô số tiếng chửi thề. Phải có tới cả 100 tên, chúng ta có nên bỏ tàu không? Maxim thở dốc. Thuyền trưởng, không bao giờ bỏ tàu. Misa gằn từng tiếng một trong lúc hạ gục một gã hải tặc chột mắt. Nhưng Maxim như thường lệ định thuyết phục cô em gái bướng bỉnh, nhưng một cú đấm thẳng vào ngực khiến lời nói của anh bị nghẹn lại. Cú đấm mạnh tới mức Maxim cảm thấy lồng ngực như vỡ tung thành từng mảnh. Trong thoáng chốc, Maxim thấy mình bị quật mạnh xuống sàn tàu và vị máu đã mặn chát trong miệng. Maxim lờ mờ trông thấy ba tên hải tặc đang vây lấy Misa. Chết tiệt, mình phải làm gì đó. Đó là tất cả những gì Maxim còn nhớ trước khi ngất lịm đi.